Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô bị kẻ ăn không ngồi rồi sai khiến mà không hay biết. Kẻ đó là ai? Hiện nay, ông Vương Đình Huệ là người ít bị công kích vì tiêu cực liên quan đến ông này, gần như không đáng nói. Hiện nay, nhiều nhà phân tích đánh giá rằng ông Huệ làm chính trị theo kiểu nấp bóng, đang thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Trước đây, ông Tổng cần ông Huệ để chiến đấu với ông Ba Dũng. Tuy nhiên, ông Huệ đã bỏ chạy khỏi chính phủ Ba Dũng vì biết lúc đó mà đối đầu với Ba Dũng thì chỉ có thể xanh cỏ. Việc bỏ chạy đấy đã không bị ông Tổng trách móc vì ông Tổng còn quân cờ thứ hai, đó là ông Nguyễn Bá Thành. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm rất nhiều cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết ông Huệ có mạng đế vương hay mang ơn trên giúp đỡ gì, nhưng ông cứ nấp sau lưng ông Tổng mà tiến thân. Có người đặt câu hỏi rằng không hiểu ông Tổng dùng ông Huệ hay ông Huệ dùng ông Tổng, bởi những thành tích mà ông Huệ mang lại cho ông Tổng gần như là không đáng kể. Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng ông Tổng cần ông Huệ vì ông Huệ là trưởng nhóm lợi ích Nghệ An. Nhóm lợi ích Nghệ An có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó đã có tới 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên dự khuyết. Ông Tổng nhờ sự ủng hộ của nhóm lợi ích này và nhóm Hà Tĩnh cũng rất đông ủy viên Trung ương Đảng để củng cố quyền lực của mình. Ông Trọng muốn đảm bảo không ai dám động vào chiếc ghế của ông. Như vậy, sự quan hệ giữa ông Huệ và ông Trọng là quan hệ cộng sinh. Nhờ thế lực Nghệ An quá lớn, ông Huệ tự cho bản thân được ngồi mát ăn bát vàng trong trò đấu đá khốc liệt tại Đảng Cộng sản. Ngược lại với ông Huệ thì ông Tô Lâm nếu muốn được ông Tổng trọng dụng thì phải làm người lính tiên phong cho ông Tổng. Có thể nói ông Tô Lâm đã vào sinh ra tử vì ông Trọng mà cho đến nay một chức trong tứ trụ vẫn chưa thuộc về tay ông. Việc thực hiện kế hoạch bứng ông Phúc ra khỏi ghế chủ tịch nước cũng là công điều tra của ông Tô Lâm. Những tình tiết mà người nhà ông chủ tịch nước tham gia vào vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu được ông Tô Lâm làm rất kỹ rồi giao cho ông Tổng để đem cho ông chủ tịch nước ra trước Bộ Chính trị mà ngã giá. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang dùng ông Tô Lâm như một công cụ. Được biết để có tiếng nói của ông Tổng trong Bộ Chính trị nhắm vào ông chủ tịch nước thì không chỉ ông Tô thực hiện việc điều tra những tiêu cực dính đến ông chủ tịch nước mà còn điều tra cả những vụ án không liên quan gì đến quyền lợi của ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm vất vả cài người vào bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh là cách ông Tổng sai khiến Tô Lâm đang thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nếu hạ được uy tín của ông Phạm Minh Chính thì ai hưởng được lợi? Câu hỏi được đặt ra. Chỉ có ông Huệ hưởng lợi chứ không ai khác. Việc ông Tô Lâm nỗ lực hạ ông Phạm Minh Chính cuối cùng thì để làm gì đây? Cũng chỉ là phục vụ cho ông Tổng, nhưng ông Tổng đã làm việc đó vì ông Huệ. Vậy khác nào ông Huệ đang ăn không ngồi rồi, sai khiến được ông Tô Lâm thông qua bàn tay của ông Tổng. Như Thời báo .d đã đưa ra đánh giá, ông Tô Lâm rất giỏi và bắt bớ, rất ác trong việc ra tay với các tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, ông lại rất non về mặt chính trị. Đã nhiều năm nay, ông Tô Lâm miệt mài phục vụ ông Tổng mà ông không hề nhận ra rằng ông đã phục vụ cho nhóm lợi ích của một người khác đang rất an toàn ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, người đang ngồi khoanh tay hưởng lợi từ nỗ lực của ông Tô Lâm. Dùng sức luôn là nạn nhân của người dùng trí. Đã có rất nhiều nạn nhân của Tô Lâm, nhưng trong trò chơi chính trị đầy hiểm ác thì ông Tô Lâm lại trở thành công cụ cho người khác một cách đáng thương. Hiện tiếng nói của ông Tô Lâm rất mạnh, ông xem thường cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng trò chơi đầy mưu mẹo này, ông Tô Lâm vẫn là người bị kẻ khác sai đầu đánh đó. Đến hơn một nhiệm kỳ, ông Tô Lâm ở lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà bất công cho ông thật sự. Tuy nhiên, vì ông là người mẫu người công cụ nên được kẻ khác muốn giữ ông lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để tiếp tục làm công cụ mà không muốn ông thoát khỏi vị trí này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phận trôi nổi, Đào Hồng Lan sắp kết thúc, ngày trao danh phận cho nàng đẹp sắp đến. Từ ngày 15 tháng 7, bà Đào Hồng Lan khi đó là bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm về quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Việc bà Đào Hồng Lan tiếp nhận chiếc ghế nóng do ông Nguyễn Thanh Long để lại là một thử thách rất lớn với bà. Thử thách thứ nhất là ngay trong nội bộ y tế, nơi đây toàn những người có chuyên môn của ngành y, nhưng bị một người ngoại đạo nắm đầu sẽ có nhiều cá nhân không phục. Và vụ con rắn ngậm phong bì là một trong những sai sót mang ý đồ đấy. Đấy là chưa nói ông Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã bị bà Đào Hồng Lan hớt mất chức quyền bộ trưởng của ông ta. Hay nói đúng hơn là chính bà Lan là người làm cho ông Đỗ Xuân Tuyên mất cơ hội lên chức bộ trưởng của bộ này. Đây là hình ảnh vào ngày 15 tháng 7, bà Đào Hồng Lan được trao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Thử thách thứ nhì là từ Trung ương, nhiều vụ án ở Bộ Y tế đang được ông Tổng khui, nhưng chắc chắn chưa hết. Việc ông Tổng nhắm vào Bộ Y tế mà đánh thì khó có thể nói là bà Hào Đào Hồng Lan có thể đứng vững. Những sai phạm có tính liên hoàn, nếu không diệt thì những sai phạm đó kéo đến thời bà Đào Hồng Lan mới bị lộ thì số phận của bà cũng khó mà hành thông cho được. Thử thách thứ ba, bà là người được ông Phạm Minh Chính đề cử, ông Tổng đánh vào ông Thủ tướng thì thế nào bà Lan cũng khó có thể tránh khỏi sự ảnh hưởng. Chỉ hơn 3 tháng qua, ông Phạm Minh Chính đã giải quyết nhiều thay đổi lớn về vấn đề của Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan thì đủ thấy bà Lan đang thuộc phe nào. Nếu không phải là người cùng phe, ông Thủ tướng không nhiệt tình giải quyết vấn đề cho thuộc hạ đến như thế. Bà Đào Hồng Lan, 51 tuổi, quê Hải Dương, bà là thạc sĩ kinh tế, từng làm phó vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội, văn phòng chính phủ, văn phòng của Bộ Lao động và Thương binh xã hội, rồi thứ trưởng bộ này trước khi được chỉ định làm, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó bà Lan được bầu vị trí giữ bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan. Đã gần 4 tháng, bà Đào Hồng Lan vẫn chưa thể chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Nói thẳng ra là bà Lan chưa có danh phận. Vì nguyên tắc bố trí quyền lực trong chính phủ là Thủ tướng giới thiệu Bộ trưởng và Quốc hội thì phải bỏ phiếu thông qua, thì Bộ trưởng mới chính thức được thừa nhận. Vào ngày 3 tháng 10, Hội nghị Trung ương 6 khai mạc và sẽ kéo dài trong một tuần. Sau Hội nghị Trung ương 6 sẽ là kỳ họp Quốc hội, có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng này khi Quốc hội họp. Việc trước tiên là họ sẽ bỏ phiếu thông qua đề xuất của ông Thủ tướng, thì khi đó bà Đào Hồng Lan mới chính thức có danh, có phận tại bộ này. Được biết Bộ trưởng Bộ Y tế là chiếc ghế rất nóng. Rồi đây, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế là hai bộ tiếp tục bị soi rất kỹ trong thời gian tới. Cho đến hiện nay, chưa có nữ ủy viên Trung ương Đảng nào vào lò. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tiền nhiệm của bà Đào Hồng Lan, là một nữ bộ trưởng có dính rất nhiều tiêu cực suốt gần hai nhiệm kỳ của bà. Tuy vậy, cho đến nay, bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn sừng sững mà chưa ai làm gì được bà. Theo đánh giá của một số người, bà Đào Hồng Lan có thể sẽ là bộ trưởng khôn ngoan hơn người tiền nhiệm Nguyễn Thanh Long. Bởi bà Lan đang kết nối rất tốt với bà Tiến và có lẽ bà Lan đã tìm được thế lực hậu thuẫn cho bà ngoài thế lực của ông Thủ tướng hiện nay. Đây là hình ảnh sau Hội nghị Trung ương 6 sẽ là kỳ họp Quốc hội của Đảng. Dường như phụ nữ làm chính trị thường ít ảnh hưởng đến trận thư hùng. Không biết nhận xét này có đúng hay không? Đó là điều mà nhiều người ta lý giải cho việc tới nay vẫn chưa có nữ ủy viên Trung ương Đảng nào phải sổ khám. Có thể bà Lan nắm Bộ Y tế thì nguy hiểm ập đến bà không nghiêm trọng như người tiền nhiệm trước đó. Chúng ta hãy cùng chờ thêm.